Tình yêu chốn nhân gian. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Chương 14. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng khám chữa bệnh ở y quán, Lý Manh tiếp tục lên trước cửa phòng của Bạch Tử Hỏa quỳ. Thấy Lý Manh lại quỳ ở đó, Tiểu Thúy lo lắng hớt hải vào báo: "Bẩm, bẩm lão gia, thái tử Lý Manh đã tỉnh, giờ thái tử lại tới quỳ trước cửa. Kể hắn đi, em đóng cửa lại cho ta." "Thưa lão gia, trời đang nắng to, thái tử quỳ ở ngoài sân, nếu xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ phạm tội khi quân bị Chu Di cửu tộc đó." Nghe Tiểu Thúy nói sẽ bị Chu Di cửu tộc, Bạch Tử Hỏa bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống rồi ra ngoài nói chuyện với Lý Manh. Bạch Tử Hỏa chỉ muốn cùng nương tử mình làm một đôi phu thê bình thường sống an nhàn ở nơi này, nên không muốn để xảy ra bất kỳ chuyện gì. "Ngươi muốn nhận ta làm sư phụ?" "Dạ vâng thưa sư phụ." "Ai là sư phụ của ngươi?" "Ngươi hoàn thành 3 thử thách ta sẽ đưa ngươi lên trường lưu bái sư." "Ngươi cứ đưa ra thử thách hả?" Bạch Tử Hỏa phất tay làm phép hóa ra 4 quyển sách. "Thử thách thứ nhất, đọc hết số sách này suy ngẫm 5 ngày sau đến gặp ta." "Đệ tử tuân lệnh, đã bảo ngươi không phải đệ tử của ta." Hắn hớt hải cầm sách về phủ chăm chú đọc, đám hạ nhân thấy hắn chăm chú đọc sách thấy lạ lùng. Cuộc chiến trốn hoàng cung luôn diễn ra ngấm ngầm, huynh đệ tương tàn hãm hại lẫn nhau để tranh giành ngôi vị thái tử. Lý Manh từ nhỏ thông minh lanh lợi vượt trội so với huynh đệ của mình nên được vua cha yêu quý, năm 15 tuổi được sắc phong làm thái tử. Sự yêu quý của vua cha làm các huynh đệ ganh ghét, trước mặt họ cười nói vô tư, sau lưng ngấm ngầm tìm cách hãm hại. Hoàng tử Lý Kính là con trai cả, nhưng không được vua cha yêu quý bởi tính ham chơi lêu lỏng, suốt ngày đến tử lâu, sòng bạc kỹ viện. Nghe nói ở đâu có cô nương xinh đẹp là hắn tìm cách cưỡng đoạt bằng được. Thấy hắn là hoàng tử nên không ai dám đâm đơn kiện, đành ngậm ngùi. Hắn luôn ganh ghét với Lý Manh phái người trà trộn vào phủ theo dõi. Lý Kính đang ở trong thư phòng chiêm ngưỡng khối ngọc lục bảo. Khối ngọc được chạm trổ rất tinh xảo là hình chú cóc đang ngậm đồng tiền vàng. Hắn đang mải mê ngắm nghía có tên người hầu hớt hải chạy vào. "Bẩm hoàng tử có thư mật ạ." "Mau đưa đây." Đọc thư xong, Lý Kính cười to, "Lý Manh muốn bái tên đại phu làm sư phụ. Trương Kiệt ngươi mau điều tra về tên đại phu đó cho ta." "Chúng nô tài tôn lệnh." "Phúc Đức, cùng ta ra ngoài đi dạo, ta muốn đến kỹ viện." Đi trên đường hắn liên tục trêu ghẹo các cô nương. "Cô nương cô hãy chiều ta đêm nay nhé. Ngực cô to thật cho ta sờ cái." "A, à, có tên dâm tặc." Tiểu Cốt đang mua khoai tím gần đó nghe tiếng kêu thất thanh của cô gái, nàng dùng một cước đá ngã tên Lý Kính. Tên nô tài đi theo thấy vậy vội lên tiếng: "To gan người dám đánh hoàng tử." Tiểu Cốt nói: "Người nghĩ mình là hoàng tử thì có quyền trêu ghẹo các cô gái khác." Lý Kính bị ngã xuống đất nhìn thấy nàng hắn ngơ ngẩn: "Lần sau ta mà thấy ngươi trêu ghẹo các cô nương ngươi biết tay ta." "Mai Hương chúng ta về thôi. Người dám hành hung hoàng tử, mau đứng lại." "Phúc Đức mau đỡ ta dậy, ta đau quá." "Ngươi nhẹ tay thôi, nàng ấy xinh thật ý." "Các người ai biết cô nương ấy ở đâu tên gì, ta sẽ thưởng cho 10 lượng bạc." Mọi người ghét hành động của hắn nên không ai nói gì. "Các người không nói gì, nam nhân ta sẽ đẩy xung quân ra biên ải, nữ nhân sẽ đống vào kỹ viện hoặc đẩy đi làm khổ sai." Vì lo sợ bị đẩy ra biên ải nên ông chủ bán thịt lợn nói: "Bẩm hoàng tử, cô ấy tên Hoa Thiên Cốt, sống ở y quán Bạch Gia." Ông chủ bán thịt lợn vừa nói xong, Lý Kính ném xuống đất 10 lượng bạc rồi rời đi. "Phúc Đức mau về phủ." "Dạ thưa hoàng tử, người không đến kỹ viện nữa ạ." "Không đến đó nữa, chúng ta về phủ." Về đến phủ, hai tên người hầu hớt hải bẩm báo: "Thưa chủ nhân, chúng nô tài điều tra biết được thái tử mang lễ vật và đồ đạc của mình đến y quán Bạch Gia. Thái tử muốn bái Bạch đại phu làm sư phụ. Ông ấy là đại phu nổi tiếng ở kinh thành, rất nhiều người đến khám." "Cái gì? Tên Lý Manh muốn bái Bạch đại phu làm sư phụ, còn mang cả lễ vật đến đó, chả nhẽ hắn muốn hỏi cưới nàng? Ta không thể để hắn chiếm tiện nghi." "Đức Phúc, người mau chuẩn bị lễ vật và đội ngũ đón dâu, ta muốn đến đó hỏi nàng về làm vợ." "Lý Manh, những thứ khác ta có thể nhường cho ngươi, nhưng riêng nàng ấy sẽ là của ta." Đức Phúc nghe lệnh xong thì vội vàng cúi thấp đầu nói: "Dạ nô tài đi chuẩn bị ngay." Phải nói tên nô tài Đức Phúc này làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Nhận lệnh chủ nhân, hắn vừa đi một lúc đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. "Thưa chủ nhân, nô tài đã chuẩn bị đầy đủ." Lý Kính hài lòng với sự chuẩn bị này, hắn xài những bước chân đi ra cửa. Nghĩ tới việc sắp lấy được một mỹ nhân sắc nước nghiêng thành, tâm trạng hắn rất vui. Lý Kính lên ngựa tức tốc cùng một đám nô tài và đoàn người hỏi cưới mang lễ vật đến y quán Bạch Gia. Chiếc kiệu đón dâu được trang trí bởi những dải lụa đỏ kết thành hoa. Với tính tình của hắn, thường hắn sẽ sai người của mình làm mọi thủ đoạn hãm hại để các cô nương tự nguyện bước chân vào nhà hắn, mà không tốn đồng nào.
một người kiệt sĩ như hắn lần này lại sai người chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đi hỏi vợ. Đám nô tài liền lấy làm lạ. Tên nô tài thân cận thầm nghĩ, lần này là chủ tử muốn phô trương ra oai với thái tử, nhất quyết hỏi cưới được cô nương này. Lý Kính khuôn mặt cười đầy vẻ bỉ ổi cưỡi ngựa cùng đoàn người đón dâu, từng đợt nhạc trống vang lên từng bừng trên suốt đoạn đường khiến cho mọi người trong kinh thành đều tiến đến vây xem. Từ trước tới giờ toàn thấy Lý Manh cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, nhưng lần này hắn là khua chiêng gõ trống đi hỏi vợ. Dừng lại, một tiếng thét lanh lảnh quát lên, sắp đến nơi chưa đi lâu vậy? Đội ngũ đón dâu liền dừng lại. Bà Mai trang điểm diêm dúa phe phẩy chiếc khăn hồng trên tay, cười nhẹ nhàng bước lại gần nói nịnh nọt, dạ thưa vương gia sắp tới nơi rồi ạ. Đoàn người đi một lúc đã đến nơi, nô tài Đức Phúc liên tục gõ cửa rồi nói vọng vào. Mở cửa, Bạch Đại Phu mau mở cửa. Thấy có người liên tục gõ cửa gọi ồn ào, Mai Hương liền vào thư phòng báo với Bạch Tử Hỏa, bẩm lão gia có người tới tìm lão gia. Lúc này Bạch Tử Hỏa đang chuyên tâm tách quả óc chó cho tiểu cốt, hắn nhẹ nhàng cất lời. Em nói với họ hôm nay ta không gặp ai cả. Nghe lão gia nói xong, Mai Hương liền ra cửa truyền đạt lại, hôm nay lão gia nhà ta không tiếp khách mời về cho. Nghe thấy những lời này, Lý Kính tức giận. Từ trước cho đến giờ ai ai thấy hắn cũng đều sợ sệt, không dám làm trái ý, vậy mà một tên đại phu lại không mở cửa cho hắn vào. Âm thanh quát lanh lảnh vang lên, các ngươi hãy san bằng y quán Bạch gia này cho ta. Bà Mai lúc này đến gần nói lời nịnh nọt, ngài cứ bình tĩnh, việc này để dân nữ giải quyết cho. Dân nữ là bà mối có tiếng trong kinh thành, chưa từng thất bại phi vụ mai mối nào. Bà Mai nhẹ nhàng tiến lại gần cửa nói vọng vào, ta là bà mối Nguyệt Lan nhận ủy thác của hoàng tử Lý Kính tới hỏi cưới nha hoàn tiểu cốt nhà Bạch đại phu về làm thiếp. Nghe người ở ngoài nói tới hỏi cưới về làm thiếp của Lý Kính, Mai Hương hốt hoảng vội chạy về thư phòng bẩm báo lão gia. Ban đầu nghe tiếng kèn trống linh đình, cô tưởng nhà nào gả con gái. Tiếng xấu của Lý Kính không ai là không biết, hắn đã thích cô nương nào là phải lấy bằng được. Bẩm lão gia, có bà Mai tới nhà chúng ta hỏi cưới phu nhân làm thiếp của hoàng tử Lý Kính ạ. Hắn là tên ác bá có tiếng ở kinh thành, chuyên ức hiếp người khác và cưỡng đoạt các nữ nhân xinh đẹp, dùng thủ đoạn bị ổi ép phải về làm thiếp nhà mình. Nghe Mai Hương nói xong, Bạch Tử Hỏa tức giận dùng tay đập xuống bàn, trong chớp nhoáng cái bàn vỡ làm mấy mảnh, chiếc đĩa đựng hạt óc chó rớt xuống loảng xoảng vỡ tan tành. Hắn tức giận nói, vừa tống được một tên giờ lại có thêm tên khác tìm đến cửa, nữ nhân của ta mà các người cũng dám nhỏ mó hả? Tiểu cốt nàng quen tên Lý Kính đó khi nào? Thiếp đâu quen hắn. Chàng ghen đó hả? Ta đâu có ghen. Nàng không quen hắn sao hắn lại tìm đến tận cửa? Thiếp không quen biết hắn thật mà. Chàng để thiếp ra ngoài đánh cho hắn một trận bầm dập, để đó tướng công khác có cách xử lý hắn. Chàng định làm thế nào? Ta sẽ nhờ thần gió, thần mưa, thần sấm cho hắn một ít nước. Nhưng tự ý cho mưa sẽ bị Ngọc Hoàng trách tội đó. Thiếp có cách này, chàng hãy sử dụng pháp thuật ảo ảnh đi. Tướng công thấy cách này hay đấy. Nàng ở đây tướng công sẽ ra ngoài thi triển phép thuật dạy cho hắn một bài học. Tướng công, chàng để thiếp trừng trị hắn cho. Thiếp sẽ dùng thuật vạc thần nông, cho hắn biết dám đụng vào thiếp sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng nàng không làm hại tính mạng người khác và không được can thiệp quá sâu vào chuyện ở phàm giới. Thiếp biết rồi. Tiểu cốt hùng hổ đi ra ngoài cửa. Thấy tiểu cốt Lý Kính vui mừng, hắn vội nói, nàng đồng ý lấy ta sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng. Hôm nay ta mang sính lễ đến để hỏi nàng về làm vợ. Nghe Lý Kính nói vậy, tiểu cốt bực mình chỉ tay về phía Lý Kính mà quát lớn, tên kia ta quen ngươi khi nào hả? Ai thèm lấy ngươi chứ, ngươi mau cút về đi, còn ở đây nói linh tinh nữa ta đánh cho ngươi một trận bầm dập đó. Tiểu nương tử nàng làm gì mà nóng tính vậy, nhưng ta thích tính cách đó của nàng. Lý Kính, ta chưa làm một chuyện gì mà về tay không cả, hôm nay ta nhất định hỏi cưới nàng về làm vợ của ta. Ngươi có cốt đi không hả? Ngươi còn lại nhảy nữa. Tiểu cốt chưa nói hết câu đã thấy đoàn đón dâu và tên Lý Kính hoảng loạn hô trời mưa rồi, mau, mau khiêng sính lễ đi vào. Nhưng đoàn người đón dâu không đi qua cửa được, bọn họ bị một lực gì đó đẩy văng ra ngã nhào. Tiểu cốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng chưa thi triển pháp thuật mà. Đột nhiên lúc này âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng vang bên tai, nàng đôi co với tên đó làm gì, làm như tướng công nè. Đoàn người đón tân nương và tên Lý Kính thấy trời đổ cơn mưa như chút nước và gió thổ mù mịt, tiếng sấm ầm ầm. Nhưng là kỳ ở chỗ mưa gió sấm chớp chỉ mình đoàn người người Lý Kính nhìn thấy. Cho dù hắn và đoàn người đi đón tân nương có chay vào nhà ai chú mưa cũng đều bị cơn mưa đuổi theo, làm hắn và đoàn rước dâu hốt hoảng vừa chạy hô to, cứu ta với, trời mưa to quá. Lý Kính hoảng loạn chạy về đến phủ, hắn thở hổn hển liên tục gõ cửa gọi nha đinh. Nghe thấy tiếng của chủ nhân, tên nha đinh vội mở cửa.
Nhìn bộ dạng hốt hoảng khi trở về phủ của chủ nhân, đám nô tài trong phủ đều sợ sệt. Chúng có chút tò mò nhưng cũng không dám lại gần vì sợ bị chủ nhân lấy bản thân họ ra làm bình phong để chút cơn giận. Một vài nữ nô tỳ trong phủ nói chuyện bàn tán với nhau. Ai mà cả gan dám động vào chủ nhân nhỉ? Bình thường ngài ấy đi đến đâu cũng khiến người ta khiếp sợ. Những người hầu trong phủ mỗi ngày đều bị hắn la mắng và trách phạt vô cớ, chỉ cần phạm lỗi một chút có thể bị đánh đến chết. Hôm nay thấy hắn bị như vậy, trong lòng họ mừng thầm và nghĩ rốt cuộc cũng có người cho tên hoàng tử này một bài học. Bản thân họ luôn mong muốn một ngày nào đó có thể thoát khỏi nơi này. Những người hầu ở đây đa số là do hắn hãm hại dồn họ vào đường cùng rồi ép nợ ghi giấy bán thân, sau đó đưa họ vào phủ làm người hầu. Khi Lý Kính chạy vào trong phủ, hiện tượng ảo ảnh liền biến mất. Về đến phủ, Lý Kính luôn trầm tư ngẫm nghĩ, nhớ về hình dáng của Tiểu Cốt. Đức Phúc người nói xem, tên Lý Manh đến đó bái sư mục đích để tiếp cận nàng ấy đúng không? Nghĩ đến điều này, hắn bực mình khô tay hất đổ ly trà xuống đất, rồi dặn dò tên nô tài Đức Phúc, mau chuẩn bị cho ta chút lễ vật, ngày mai ta sẽ đến y quán Bạch Gia bái sư. Không thể để tên thái tử đó có được nàng.